Nói thật với anh thì 51 tuổi rồi chưa biết người mẹ là gì. Ý Dạ. tới ý nguyện của em á, nếu mà em cứu được người mẹ em á, dù mẹ em có già có bệnh có tật có cỡ để con đem về em nuôi cho bà cứ sống 5 3 tháng, 1 năm là bà có đi em cũng vui nữa. Tại em muốn thử cái ôm của mẹ nó ấm cỡ nào vậy đó, Dạ. không có cảm giác được đó. Thấy thường quá. Em nói chung là anh biết là con Lai đâu biết chữ đâu, nhờ mấy người bên À. vợ bà cô vợ mới làm Facebook lần ngày hôm qua đó, ngày chủ nhật À. đó, Dạ. đó là bà cô có người bạn Việt Nam ở quê, nói giờ đi kiếm mẹ đi, làm gì phải kiếm mẹ. Thì em coi thấy anh nói chuyện với anh Randy, anh Dạ. nói chuyện với anh Randy thì em kiếm số hậu bạn đi không được, anh biết là con Lai thì cứ mò mò đi, chữ nghĩa thì không có rành. Dạ. Cái câu chuyện em nói về anh, hồi nãy em kể anh là thiếu một khúc tại em gấp quá, em chưa Rồi suy nghĩ rồi, ra đó, ok bây giờ nếu thế mà này, em xin lỗi ha, bây giờ em xin lỗi. À bây giờ mình tuần tự để dễ hiểu anh ha. Rồi, vậy cho em biết tên của anh. Quỳnh Thanh Phương anh. À anh Phương, là sinh năm mấy? Sinh năm 71. À sinh năm 71. Rồi, anh Phương hiện tại là ở Mỹ ha. Đang ở Mỹ anh. Dạ, rồi anh nghe kể như thế nào về quá khứ của anh và anh xuất thân như thế nào, anh kể cho em nghe ha. Cái câu chuyện em nó hơi dài một chút. Cái nếu mà Dạ. lúc mà nhỏ xíu á, thì khi mà mình biết em biết là lúc em ở cô nhi ở Phúc Hải. À, đối diện nhà thờ Phúc Hải, có nhà thờ Phúc Hải bên kia đường, cái cô Nhi bên đường bên đây rồi là cô Nhi nhỏ thôi, lúc mà em biết rồi đó. Thì sau này một thời gian mà cô Nhi mới đưa chuyển tụi em về, lúc không biết ai dắt đi không nhớ, mà về cô Nhi Rồi, là em xin lỗi cái anh mầm non ha. một. Rồi, em xin lỗi anh này. Cái xuất thân đầu tiên đó, xuất thân đầu tiên là anh ở cô nhi nào, anh nghe nghe kể lại như thế nào về cái cô nhi đầu tiên á, anh vô đầu tiên á. Cô Nhi đi ở Phúc Hải, Phúc Hải là ở tỉnh huyện Phúc. nào, tỉnh nào? Có Biên Hòa luôn anh, có Biên Hòa luôn, À Phúc Hải Biên tỉnh Hòa. Phúc Hải Dạ. Biên Hòa. Dạ, Và anh đối có diện biết. nhà thờ, Dạ, rồi anh nói đi. đối diện nhà thờ Phúc Hải luôn, bên bên đây đường có nhà thờ bên đây đường chạy mồ côi. Dạ, rồi Dạ. cho em hỏi này là cái lúc đó đó là anh có nghe kể lại là mẹ đưa anh vô đó khi anh bao nhiêu tháng tuổi hay là bao nhiêu tuổi kia không? Không, cái đó em không biết, lúc đó em không biết. Không biết. Mà và Có sau lúc mà em về nghe mấy em sơ ghi không chép lại không? ra cái đó thì em cũng không không rành, em chỉ nghe em có nhớ em có câu em có nhớ là lúc em về cô Duy Diện trại mầm non một ở Biên Hòa rồi đó, thì Dạ. mấy sơ mới nói để tụi em đi nhà thờ sát dắt nhà thờ cô Duy với lại bệnh viện sát bên tụi nhà thờ đi bên cửa hôm qua. Em nhớ là cô Duy nói là mà sơ là mẹ là tên Nguyễn Ngọc Hương. À. Dạ, À vậy mẹ hả? tôi Nguyễn Ngọc Hương. Dạ. Dạ. Rồi Rồi sau đó có nghe xong em cái nói thứ là hai mẹ ở đâu hoặc là quê quán rồi là thân nhân này kia không? dạ không anh, dạ không, Chỉ biết là mẹ tên Nguyễn Ngọc Hương thôi. Thì nghe nói lại vậy. Ừ. Dạ. thì sau này cái năm bà 78 79 năm đói á, năm ăn phải mì bo bo á, thì tụi em tự động đi thôi, mấy sơ nó là không không đủ đồ ăn ăn á, thì tụi em mà tự động mà đứa nào nó kiếm đường đi thôi, em đi ra chợ ngoài em sống rồi cứ đi lang thang vậy đó, Nghiệp cái gì? ăn mót ngủ thức thịt ngủ chập dãi cứ vậy làm thôi. Nhưng mà em được cái là em tin tưởng bề trên dạy em mà không được chậm cấp, em được cái đó em mừng được cái đó, nói chuyện là vẫn giữ được cái đó, không được chậm cấp, không có thì Dạ. xin thôi, không cho thì đi Dạ. chỗ khác. Cái đó thì Dạ. em giữ được mấy trường đó từ lúc ở Việt Nam qua Mỹ tới bây giờ, em Thương rất là quá. cảm ơn được Dạ. bề trên cái đó. Em nó hơi xa một chút là nó đập trong tim em là hai bản nhạc, một bản nhạc của anh Randy hát chưa biết mẹ là ai, nhưng một bản nhạc của anh Phú Lê con xin lỗi mẹ nó, thì em không biết chữ nhưng mà em thuộc lòng hát được hai bản Dạ. nhạc đấy. Nó nằm trong tim em từ lúc mà biết anh Randy sẽ trước sáng tác bản mẹ đó, thì em cũng hát bản đó thôi. Dạ. Em hay nói mấy người bạn là mù hát karaoke vậy, là không phải là mình hạ mình xuống, mình không biết chữ chấp nhận mình phải nói mình là người mù hát karaoke thôi, đó là Dạ. câu chuyện hoài thôi. Dạ. Còn vấn đề của em thì em đi qua Mỹ là diện con lai mà đi ghép với người ta, Dạ. ghép người ta, thì Việt Nam em sống lơ xe đầu đường số nhờ bánh xe bên này kia thôi, thì người ta muốn đi thì làm cho người ta đi thôi, Thấy thương ha. Ừ. thì anh hiểu rồi. Qua đây thì 1 2 tháng sau thì ok mà anh sống thôi, em Dạ. sống từ lúc mà 78 79 tới bây giờ một mình. Dạ. Mà Ủa cha mẹ rồi nuôi thì lập gia đình chưa anh? cha em có vợ rồi, vợ có Dạ. vợ vợ bà vợ bà vợ đi đi thăm bà già chứ, Có bà già năm bà già vợ năm con không? không ăn à. Có con cũng không được, có con mất luôn, không không làm con À, á, làm tự nhiên tạo dạ. không được. Rồi Ừ. sau này thì làm gia đình đi lơ xe, người ta đi xe be đi gỗ đi Bình Long Phước Long Bù Đăng Bù Đớp Bao Bù Sụt rồi, vì nói em rành lắm, tao đi gỗ đi xe be xe đò đó Rồi rồi đó.
Ok, bây giờ cho em hỏi thêm về cái thông tin để mà mình kiếm mẹ đó anh. Thì ngoài cái việc mà tên có mẹ ra thì anh có biết là sơ có giữ được cái khai sinh hay là căn cứ vào đâu để biết tên của mẹ anh không? Cái đó thì em bù anh, cái đó thì em chịu thua. Em chỉ Ừ. biết được cái tên Nguyễn Ngọc, trong đó em nhớ tên là Nguyễn Ngọc Hương thôi, chứ cái cô Nhi em mở thôi, cái cô Nhi chả mầm non Dạ. một mà hồi đó em mở, em nhớ hai cái đó là cái cô Nhi Biên Hòa ở dưới Phước Hải thôi, chứ còn cái Dạ. hoàn toàn là em bù hết, không biết gì hết. Dạ, Cả nếu đời vậy mà bây á. giờ năm Dạ. 51 tuổi mà chưa biết mẹ là ai mà anh, chưa Dạ. hề biết. Nếu vậy đó thì nếu ví dụ như là có người mẹ nào Nguyễn tên Nguyễn Ngọc Hương mà lên tiếng thì cũng cũng đó là may mắn. Còn ngoài ra nữa đấy, có người mẹ nào mà nghi ngờ anh là con của mẹ đó thì mẹ lên tiếng, bởi vì ở cái chỗ đó là giấy tờ thì không có, bây giờ cũng không có cơ sở nào để mình tin tưởng 100% đó tên của mẹ anh là Nguyễn Ngọc Hương cả, bởi vì cũng chỉ là truyền miệng thôi. Mà cái sự truyền miệng đó đó, cái sự truyền miệng đó đôi khi có sự nhầm lẫn. À, giống như kiểu là trước đây em có ghi nhận một trường hợp là của chị Xô đó, mà lúc đó chị Xô cũng đã mười mấy tuổi rồi mà còn nhớ tên mẹ tên ông ngoại sai đó, sau xét nghiệm ra đâu có đúng tên đó đâu, cho nên là mình đừng có tin tưởng vào quá cái chuyện là tên mẹ là Nguyễn Ngọc Hương. Tuy nhiên mình vẫn ghi nhận, à, nếu có Nguyễn Ngọc Hương thì tốt, còn nếu không có Nguyễn Ngọc Hương mà có người mẹ nào mà có lên tiếng thì mình cứ mạnh dạn mình đối chứng thôi, à, chứ đừng có tin tưởng vào cái Nguyễn Ngọc Hương quá, bởi vì hồi đó là anh còn sơ sinh anh đâu biết gì. Nhưng mà em có cái em dở cái này là em thua người ta cái này là em có về Việt Nam 2013 mà em không, cái đầu em không tại sao không suy nghĩ được phải đi xuống Biên Hòa để kiếm cái chỗ em ở cô Nhi đó, em dở dở cái đó rất, em rất là tệ, rất hối hận. Em không thích về Việt Nam, không phải là vì mất đi làm, là về bệnh nó kỷ niệm buồn nó khơi lại cho mình đó, không ai làm cho mình nhưng mà tự mình buồn cho mình thôi, đó thì em không về thôi, đó thì em không về thôi. Ở đâu cũng là đất mẹ đất cha thôi, có cha mới có mẹ mới có mình thôi, nhưng mà em không có nghĩ gì gì cái nhiều. Toàn toàn Thôi toàn bây giờ kỷ niệm, em toàn kỷ niệm buồn quá. Thế kỷ thường, niệm buồn thôi. thường ghê. Thì bây giờ nói thật với anh thì 51 tuổi rồi chưa biết mẹ là gì, tới ý nguyện của em á, nếu mà em cứu được người mẹ em á, dù mẹ em có già có bệnh có tật có cỡ lại cũng đem về em nuôi cho bà cứ sống 5 3 tháng một năm là bà có đi em cũng vui nữa, tại em muốn thử cái ôm của mẹ nó ấm cỡ nào vậy đó, em không có cảm giác được Thấy thường quá. đó. Thì ở Mỹ này thì buồn lắm, mà em buồn một năm em buồn 2 lần, một năm em buồn 2 lần. Thứ nhất là qua lại đây lấy cha lấy mẹ em buồn lắm, có lúc em như thằng khùng vậy đó, lấy mẹ em mua bó bông rồi ra vòng vòng nói bà ở đâu, là bà bỏ tụi bà mua bông bà không có bà đây, mình nói vậy thôi nhưng mà trong lòng mình nó đau anh, mình thấy người ta có mẹ đó mình chấp nhận vậy thôi. Anh biết không, cái đó là do thời thế vào cái thời điểm đó nó như vậy, xã hội nó như vậy thì mình phải chịu. Thấy thương quá, thấy cái tình cảnh. Em nói chung với vợ em là dù mẹ em có làm cái gì làm hoàn cảnh thôi, chứ không mẹ nào bỏ con, dù mẹ em có làm cỡ gì cỡ cũng làm mẹ của em, nếu bỏ em bỏ em từ trong bụng rồi, tại vì bà không có đường lựa chọn, hết đường lựa chọn là bà phải chấp nhận vậy thôi, Anh ơi, bà có khùng có điên nghe. còn có một cái mấu chốt nữa là nó có thể dẫn đến cái việc mà bổ sung thêm cho cái việc mà kiếm mẹ nè, là anh em nghe anh nhắn á, là anh có kiếm được cha rồi đúng không, mà cha mất Dạ đúng dạ không? kiếm được, kiếm được 1 năm nay. Rồi anh có nhớ tên cha không? Ồ, trên cha em không nhớ, nhớ Stomach mấy, em không nhớ, em nhớ Stomach, Stomach vậy em không nhớ cái Stomach là last name, miếng này em không có nhớ. Tại vì cái đó thì em sẽ đem mai mốt em sẽ hỏi mấy đứa bà con của em, và mấy đứa Mỹ bà con á, nó biết nó cái bỏ cái bà gì á. cái cái mà thiệt thòi của anh đó là do anh không biết chữ. Dạ 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 đúng do rồi, anh không biết chữ. dạ không, do không biết chữ. dạ có đi học đâu, Việt Nam đi học, lớp Vinh Dương học, Nguyễn Dương học có lớp 1 học 3 năm trời mà đâu cho đi học đâu, chẳng có quýnh cái gì chữ chữ bị làm hao đích đi học gì được đó. Mấy sơ nói chung mấy sơ cũng cho đi học nhưng mà học không được, cái mấy đại ca mình không học được, ăn quậy quá mới cho học. Em thì em nhờ cái người bạn ở đây thử đi nơi bằng nước miếng, trong vòng 2 3 tháng là kiếm được thôi, kiếm được ông già, kiếm được mấy người cơ sình bà con, mà ông già thì chết 2014, bà cô thì ở tiểu bang khác. Thì lâu em cũng nói chuyện, như vậy mấy đứa bà con, mấy cơ sở mình có qua đây thăm em rồi, có qua đây chơi rồi. Rồi bây giờ thế này anh nè, là anh nhờ bạn bè và những người biết chữ á, là hỏi coi chưa hôm hôm bữa anh xét nghiệm trùng khớp với ba anh tên là gì. Bởi vì nó có những cái vấn đề xảy ra như sau: biết đâu được mẹ anh nhớ được tên của ba anh, khi nói lên tên của ba anh ở trên cái sóng này là mẹ anh biết rằng là à vậy là đây là con của mình.
Đây là con của Dạ. mình, vì trước đây mình quen ông nọ ông kia, ông tên nọ tên tên gì đó đại khái vậy, thì cái tên của ba anh cũng là một mấu chốt rất là quan trọng, nên anh hỏi Dạ. sớm giùm em ha. Dạ, cái đó để em có thể nói chuyện với anh xong rồi em gọi cho nhỏ cơ sình em ở bên Oregon nó thét qua cho em liền. Tại vì em nói chuyện thét với hồi tối qua xin lỗi anh tối qua thét là giờ em nó bấm chữ cho thét, em không có nói em bấm chữ được. Thì em mới chực nhớ là hỏi người bạn mới chỉ là mày bấm không được thì mày nói cái voi người ta sẽ bên đó anh nói người ta sẽ đọc được, thì Đúng rồi. em sẽ nhớ là em nói là cứ bấm thét bằng nói thôi, chứ còn Dạ. em đánh cái chữ mà chào anh không em đánh được nửa tiếng hồ không được. Nó cũng tức lắm nhưng mà thôi cái khả năng mà tới giờ đó thì mình muốn nó cũng không được mình chấp nhận thôi chứ mình không không có trách ai được. Mình Thấy cũng không trách thường cha quá. là không trách mẹ không trách mình. Dạ. Em thì cũng may mắn được bề trên giúp đỡ em chỉ bảo em cũng đỡ ra đời cũng ok cũng không đến nỗi tệ, Dạ. cũng biết nghe kể nghe người kể nghe người kể lớn người nhỏ ông bà vậy mình cũng biết được cái đó Dạ. em quyết được cái đó. Như vậy nè anh nè, gọi là trên đời này thì mình biết được cái gì thì nó rất có lợi cho mình trong cái sinh hoạt đời sống. Tuy rằng đôi khi anh cũng đừng có đặt nặng cái vấn đề là mình không biết chữ rồi mình mặc cảm hoặc này kia, bởi vì cái chữ nó chỉ là để mà mình lưu thông và nó bổ sung cho trong cái việc mà mình làm hàng ngày thôi. Còn cái điều quan trọng nhất vẫn là cái tâm. Thì qua cái trò chuyện thì em thật sự là em rất là quý anh luôn á, rất là quý, và thậm Cảm chí ơn nữa là nghe nói lại cái thời điểm mà khó khăn vậy em thương mấy anh chị con lai quá. Thấy giống như anh anh. nói đó, là sơ nói bây giờ không có ăn nữa rồi, bây giờ đứa nào bệnh ai nấy sống đi ra đi lang thang lứa thứ ngoài đường, thấy thương quá, bơ vơ quá anh Em này cũng cũng 7-8 chứ đi cũng đi tới lớn chứ cũng lớn luôn đi tới lớn mà tới qua ha. Mỹ luôn cứ vậy thì sống thôi. Yeah. Em nói là giờ nói chuyện anh xong rồi em sẽ gọi cho nhỏ cơ sình em liền, nó sẽ xét Dạ. qua cho em, nó xét cái tên cho ba ba qua cho em rồi có gì em Dạ. sẽ em ghi xuống em đọc từ chữ cho anh là anh thấy anh rap được anh đọc đọc Dạ. từ chữ cho anh là anh biết em nói cái tên anh cũng biết nữa. Dạ. Em thì em nói tiếng Anh được nhưng mà đọc thì em thua, tên em tên tuổi Dạ. em viết được thôi, chỉ có tên tuổi em viết ok em viết được Dạ. thôi. Đấy, Thì anh nhờ ai thách qua cho em? Anh nhờ ai thách cái chữ qua cho em, hoặc là anh đọc voice cũng được, rồi em ở đây em ghi lại. Dạ. chúc em nói chúc bà vợ em Dạ. mới về giờ bà đi nhà thương thăm bà già bệnh bà vợ đang đi nhà thương. Dạ. Anh em mới biết anh em rất là tin anh, chị anh chỉ có người chứ bằng là cái tâm nó rộng cái tim lớn mới làm được chuyện này thôi. Bây giờ những chuyện gì tiền hay là cái gì anh cứ nói ở Phương bây giờ anh cần làm chuyện đó cho em giúp cho người ta vậy em 500 một ngày 2 ngày anh nói em Dạ. sẵn sàng Dạ bây giờ nếu anh chỉ rồi rồi. anh lên tiếng là được rồi. Rồi ok, vậy bây giờ thế này. Bây giờ dạy Thì thì anh Phương. anh bây giờ cũng người anh của em đi đập thêm người anh Rồi là em rất là ok. mừng đó. Bây giờ thế này này, cái này đó là chỉ là cái lời hứa để người ta tích cực, người ta báo tin cho mình thôi, chứ chứ anh Phương không cần gửi đồng nào về cho vị vào thời điểm này hết. Chỉ khi mà tìm được đúng người thì anh Phương mới gửi cái tiền đó về để hậu tạ cho cái người họ báo Ok giờ tin. thôi xin cộng đồng mạng mà anh chị em bà con cô bác nếu giúp giùm em kiếm được mẹ em sẽ hậu tạ 1.000 rồi anh chị em giúp giùm em rất là cảm ơn. Dạ, rồi để em ghi vô. Cái đó thì nó Dạ chỉ là cái phương tiện để mình xác để có ai biết thì họ xác minh giùm mình. Rồi bây giờ thế này nè, dạ là cái tên của ba anh đó là như em nói hồi nãy đó, là cũng cũng rất là dạ quan trọng. Cho nên là dạ dạ anh hỏi sớm sớm giùm em rồi để em cập nhật ở trong cái video cho nó kịp thời, để lâu rồi đôi dạ khi nó quên đó. Anh nha. dạ 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 nếu mà chúc cúp anh em sẽ gọi nhỏ cơ sinh bà con em liền thì gọi tụi em nó liền. Dạ, vậy là nghe mấy sơ nói là anh sinh năm 1971 anh ha. Em nghĩ vòng vòng đó thôi chứ không 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 lai ít có ai cao lắm 68 nghĩ chắc mấy người lớn lớn không có đâu, nghĩ chắc ba mà lính mà dân thường thôi chứ còn nếu mà chỉ qua chắc là sẽ đi về nước hết rồi lính lát còn ở lợi sau này thôi. Nó nhiều cái nó em không biết nói sao giờ thật sự là em không biết nói sao luôn, em không biết nói cách nào. Anh Phương, em góp ý anh Phương cái điều này cái xíu này, là cái tóc của anh Phương á với tóc Tuấn Vị gần giống nhau đó, cho nên là trong thời gian qua đó anh Phương biết không, em để cái tóc nó xù ra vậy nè, nó nhìn nhìn trông rất là cứng 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 cỏi, mà anh tém hai bên này bớt nè anh Phương, tém hai bên này cho nó xẹp vô này, là trông là nó sẽ anh Phương sẽ trẻ ra liền à. Tại vì nó hành là thiệt anh là 3 tháng nay bà già vợ bệnh rồi nhà lộn xộn rồi kia không vui em đâu có khất tóc để 3 tháng nay chứ không làm tóc em gì hết đó, lần đầu tiên được tóc dài vậy đó không bao giờ được tóc dài vậy đâu Không có bao giờ được lần tóc đầu dài. tiên 3 tháng nay là nhà nó
Bây giờ bệnh là vợ nó buồn cái mình cũng rầu rầu thôi, mình thôi để luôn, Không, để nhưng luôn mà về. nó cũng có cái hay của nó, nhưng mà có một cái là hai bên này nè, hai bên này anh Phương tém Nó vô. dài À, bởi vì nó phùng ra vậy là nhìn cái mặt mình nó bự mà nhìn nó già lắm. Nên là anh Phương chỉ cần tém hai bên này thôi. rồi mai mai là em đi làm liền, anh ý kiến là mai là em làm liền, chạy là tiệm có 5 phút à, chạy mở là tiệm mỹ đen có 5 phút à. Rồi anh làm xong anh gửi cho em mấy tấm hình là nhìn nó sẽ trẻ liền hả? Hình bây giờ với hình của khi tém rồi là anh nhìn anh thấy nó thoáng đãng ra liền hả? Anh tém hai bên này Giờ nè. anh cần gỡ hình để làm xong hớt tóc hớt. Em có chụp mấy tấm hình mà mới chụp buổi sáng mấy tấm hình kiểu này, em Không, sẽ gửi qua cái ý nói vậy gửi cho anh thôi. xem. Ý nói là để anh so sánh anh biết được là cái lời Tuấn Vĩ nói có đúng hay không thôi, chứ còn trong buổi trò chuyện thì chỉ cần cái lời nói của anh nó cụ thể là được rồi. Tiếc rằng cái là thông tin của anh thì nó cũng không có nhiều lắm, nó chỉ có một cái là anh xuất phát từ ở cô nhi viện ở Biên Hòa thôi. Em còn nhớ khu duy viện, nó nhớ trường học đó, còn nhớ là Yeah. nó cái khu duy viện ở ở dưới Phúc Phước Hải thì không Phước nhớ gì Hải, mấy. Phúc Hải Biên Em không Hòa. nhớ Phúc Hải, không nhớ gì mấy, ở chỗ vườn mít đi xuống chút xíu em biết đường đó mà, ngay chợ sập, cái chợ sập á thì em cũng biết, nhưng mà em không nhớ, mà đó khu gì nó nhỏ thôi, em nhớ mang máng thôi. Ở Phúc Hải Rồi. trên khu duy viện. Ok anh nha, rồi trên tinh thần vậy đi. Dạ, em cúp anh, cảm ơn anh nha, rồi em gọi cho nhỏ và sẽ đem nhắn hỗ trợ liền. Rồi rồi, cảm ơn anh. Dạ, rồi cảm ơn anh, chào anh, dạ, bye bye.